Em là Lam. Em có dự phiên tòa sơ thẩm. Cô là người muốn đưa tôi thành nhân vật tiểu thuyết hả? Vũ Huệ đã kể cho tôi nghe rồi. Và tôi cũng đã nói với Huệ giúp cô hoàn thành tác phẩm của mình. Bây giờ em đã hiểu tại sao dì lại thay đổi ý định. Tôi biết việc này sẽ khó khăn cho Vũ, vì bệnh tình của Vũ tránh xúc động nhiều. Mà nói về chuyện của tôi thì dì hơn yên tâm. Em sẽ không để công việc của em ảnh hưởng đến sức khỏe của dì đâu. Tôi cảm ơn cô. Anh Tâm, anh có thể để em nói chuyện riêng với chị Hân một chút được không? Được rồi, anh về trước. Dì còn phải giải quyết một số việc ở văn phòng. Em tranh thủ trao đổi với chị Hân. Sắp hết giờ rồi. Dạ. Chào chị. Tại sao cô muốn giết về tôi? Ban đầu em cũng chỉ muốn đưa thông tin của chị lên báo mà thôi. Nhưng khi ở tòa, câu nói phản kháng của chị làm em rất tò mò. Chỉ vậy thôi hả? Em cũng thắc mắc với anh Tâm về câu nói của chị. Anh Tâm cũng đưa em xem cuốn nhật ký của chị. Đọc nhật ký của tôi, cô hiểu sao? Chị viết theo cảm xúc. Em cũng chỉ mong luôn. Nhưng có một điều em có thể hiểu, chị không phải là người duy nhất có tội. Cô tin tôi hả? Cô đọc đến trang có tấm hình này rồi sao? Thì ra là vậy. Người này là... Tôi nhờ cô để mắt đến Vũ Huệ giùm tôi. Chị à, cảm ơn chị đã đồng ý cho em chấp bút.